Sáng ngày 8 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, bà Nguyễn Thúy Anh, chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam đã tới thăm, tặng quà cho trẻ em điều trị tại Bệnh viện Mắt Hà Đông và Bệnh viện Ca Tân Triều. Thăm các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Mắt Hà Đông, đoàn đã trao 17 suất quà trị giá mỗi suất 1 triệu đồng. Còn tại Bệnh viện Ca Cơ sở Tân Triều, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và đoàn công tác đã trao 80 suất quà cho trẻ em đang điều trị tại đây. Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam đã trao tặng cho hai bệnh viện, mỗi bệnh viện 10 triệu đồng.